quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày 20 tháng 1 trên các nền tảng của FPNC. Bản tin tối hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo nguy cơ bất ổn địa chính trị toàn cầu. Tổng thống Trump muốn thành lập đảng chính trị mới. Tiêu điểm thế giới, lãnh đạo tình báo kế tiếp của Mỹ muốn hợp tác đồng minh toàn cầu. Bức ảnh trong ngày, bé vọt đen má trắng mang tên tiếng Việt. Mở đầu là phần tin thế giới. Trong thông cáo báo chí mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ về tuyên bố chủ quyền với quần đảo Dokdo của Ngoại trưởng Nhật trong bài phát biểu tại Quốc hội vào ngày 18 tháng 11. Hàn Quốc yêu cầu phía Nhật rút lại toàn bộ yêu sách chủ quyền trên quần đảo, đồng thời khẳng định Dokdo là lãnh thổ lịch sử của Hàn Quốc. Việc yêu sách của Nhật không có lợi trong quan hệ song phương. Nhật nhiều lần khẳng định quần đảo Dokdo không nằm trong phạm vi trao trả khi bán đảo Triều Tiên giành độc lập năm 1945 vì đây là lãnh thổ từ trước của Nhật. Hiện tại đây là một trong những vấn đề còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai vẫn dai dẳng ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương Nhật-Hàn. Ông Chung Il-yong, cựu cố vấn an ninh quốc gia vừa được chọn làm ngoại trưởng tiếp theo của Hàn Quốc. Ông Chung là người có đóng góp lớn vào tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore năm 2018 và Hà Nội năm 2019. Việc bổ nhiệm ông Chung chỉ vài giờ trước khi ông Biden nhậm chức được xem là tín hiệu Hàn Quốc muốn Mỹ-Triều tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân đang bế tắc trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc vừa phóng thành công một vệ tinh viễn thông cung cấp các tín hiệu cho thiết bị di động từ bãi phóng tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 19 tháng 1. Tên lửa Trường Chinh 3B đã đưa vệ tinh Tiantong 103 lên quỹ đạo vào 0 giờ 25 phút theo giờ Bắc Kinh. Tiantong 1 là vệ tinh viễn thông do Trung Quốc sản xuất, bao gồm đầy đủ 3 thành phần chính: thiết bị truyền tín hiệu không gian, truyền tín hiệu mặt đất và hệ thống kết nối người dùng. Được phát triển bởi cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc, Tiantong 103 sẽ cung cấp sóng di động chất lượng cao trong mọi điều kiện thời tiết, phục vụ các cuộc gọi, nhắn tin và truyền dữ liệu qua lại trong phạm vi Trung Quốc và các vùng phụ cận như Trung Đông, Châu Phi, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Đây là lần thứ 358 tên lửa Trường Chinh đưa vật thể lên quỹ đạo và là lần phóng đầu tiên của Trung Quốc năm 2021. Trong buổi tiếp đại sứ Vương quốc Anh tại Đài Loan John Dennis mới đây, lãnh đạo Thái Anh Văn bày tỏ hai bên có thể tiếp tục đàm phán để đi tới một thỏa thuận thương mại song phương. Bà nói, tôi rất hy vọng Đài Loan và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đàm phán về thương mại và tiến tới một thỏa thuận tự do thương mại hoặc đầu tư song phương. Được biết, trong thời gian qua, Đài Loan và Vương quốc Anh đã có sự tăng trưởng hợp tác mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như tài chính, phát triển năng lượng gió, giáo dục đào tạo và bảo vệ quyền con người. Đại sứ Dennis cũng cho rằng, sau khi rời EU, Vương quốc Anh muốn chuyển sang hợp tác với phần còn lại của thế giới nhiều hơn, đặc biệt là các nền kinh tế lớn như Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Ông Jean Francois, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Đài Loan, vừa ký một hiệp định mở rộng hợp tác phát triển khoa học với Đài Loan vào ngày 19 tháng 1 trong chuyến thăm tới thành phố Cao Hùng. Thị trưởng Cao Hùng, ông Chen Chimai, đã cảm ơn phía Pháp đã giúp đỡ Đài Loan phát triển khoa học kỹ thuật, nhất là liên quan đến mô hình thực tế ảo XR. Thị trưởng Chen hy vọng sau hiệp định này, các sản phẩm XR của Đài Loan có thể đủ điều kiện để tiêu thụ tại thị trường Pháp và châu Âu, các khu vực đang dẫn đầu thế giới về dịch vụ liên quan đến XR. Trong chuyến đi của đại sứ Pháp, có sự tháp tùng của hàng loạt lãnh đạo những công ty và tập đoàn lớn của Pháp liên quan đến công nghệ XR như Diversion Cinema, VR Film và Digital Rise Studio. Thủ tướng Áo mới đây đã lên tiếng kêu gọi Nhật Bản và một số quốc gia khác đã không ký hiệp định cấm vũ khí hạt nhân, hãy cùng tham dự hội nghị của các quốc gia đã ký hiệp định cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Hiệp định chính thức có hiệu lực vào ngày 22 tháng 1, 2021. Ý tưởng về hiệp định cấm sử dụng vũ khí hạt nhân ra đời năm 2017 với sự ủng hộ của 122 quốc gia. Đến nay đã có 50 quốc gia phê chuẩn, đủ tiêu chuẩn để hiệp định đi vào hiệu lực. Các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Nga và Trung Quốc đã không tham gia. Nhật Bản cũng chưa ký kết vì lo ngại an ninh của đất nước. Mặc dù không chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng từ lâu Nhật Bản được xem là có đủ năng lực để sản xuất vũ khí hạt nhân trong một thời gian rất ngắn khi an ninh đất nước bị đe dọa. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF vào ngày 19 tháng 1 đã công bố báo cáo thường niên về các vấn đề toàn cầu dựa trên quan điểm của khoảng 650 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Trong báo cáo, WEF đặc biệt nhấn mạnh khả năng COVID-19 sẽ tiếp tục lây lan và chưa thể khống chế trong tương lai gần. Điều này sẽ tiếp tục gây ra các khó khăn về kinh tế, xã hội, đe dọa đến sự ổn định địa chính trị toàn cầu cả ngắn hạn lẫn dài hạn.
một số quốc gia chìm trong nợ nần có thể phá sản trong vòng 5 đến 10 năm tới. Năm nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ hủy họp trực tiếp ở Davos, Thụy Sĩ như thường niên. Thay vào đó, các đại biểu sẽ họp trực tuyến trong những ngày sắp tới. Tập đoàn thương mại và điện tử khổng lồ Rakuten của Nhật Bản vừa mở ngân hàng không có nhân viên giao dịch tại Đài Loan. Toàn bộ công việc đều thực hiện qua website của công ty. Đây là ngân hàng thứ ba giống mô hình này được mở tại hòn đảo sau Trung Hoa Telecom và Line Bank. Rakuten cũng tuyên bố sẽ phát triển một hệ thống là Rakuten Ecosystem giống với một trợ lý ảo nhằm giúp đỡ mọi người dễ dàng sử dụng các dịch vụ hơn. Việc Rakuten khai trương ngân hàng không nhân viên được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế và thanh toán kỹ thuật số đang rất phát triển ở châu Á, cũng như góp phần kích thích các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Theo The Wall Street Journal, hôm nay ngày 20 tháng 1, đưa tin Tổng thống Trump có ý định thành lập một đảng chính trị mới sau khi ông rời Nhà Trắng. Tờ báo này nói rằng, một nguồn tin thân cận với Tổng thống Trump cho biết, Tổng thống đã thảo luận vấn đề này với một số phụ tá và những người thân cận khác vào tuần trước. Theo đó, ông Trump muốn gọi đảng mới là Patriot Party, nghĩa là đảng yêu nước. Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã có nhiều bất hòa với một số lãnh đạo đảng Cộng hòa, bao gồm cả lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Ông Mitch McConnell cho rằng, ông Trump đáng bị khiển trách sau vụ việc Điện Capitol thất thủ vào ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri có chức vụ trong đảng Cộng hòa. Nhà Trắng đã từ chối bình luận về vấn đề này. Bà Ariel Hines, người được chọn làm giám đốc cơ quan tình báo quốc gia DNI, kế tiếp của nước Mỹ, mới đây cho biết, các chính sách về an ninh của chính quyền ông Biden sẽ được phối hợp cùng đồng minh trên phạm vi toàn cầu và vị thế lãnh đạo của nước Mỹ sẽ quay trở lại. Ngoài ra, trong phát biểu trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, bà Ariel cũng khẳng định ngành tình báo sẽ độc lập với chính trị. Các nhân viên tình báo sẽ hoạt động phục vụ đất nước, vì an ninh đất nước và sẽ không bị tác động bởi vấn đề đảng phái. Mở đầu phần tin trong nước sẽ là một thông tin liên quan đến giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC và Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng. Theo đó, để khắc phục các tồn tại, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả, kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu xã hội, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ hợp đồng dự án, phương án đầu tư được chấp thuận và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương rà soát, lắp đặt hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các cửa thu phí còn lại, đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả của hệ thống. Đặc biệt cần lưu ý xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc thường xuyên xảy ra tại tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ Ninh Bình. Sẽ hạn chế xe tải, xe khách trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đây là thông báo của Cục Cảnh sát Giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa, giải quyết ùn tắc trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 13, trừ xe phục vụ đại hội, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định. Theo đó, việc hạn chế sẽ diễn ra từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 22 tháng 1, 5 giờ đến 9 giờ ngày 24 tháng 1 và 5 giờ đến 20 giờ các ngày từ 25 tháng 1 đến 2 tháng 2. Trong thời gian này, các phương tiện trong diện hạn chế sẽ có các lộ trình thay thế như sau. Phương tiện đi theo hướng Bắc Nam sẽ đi theo lộ trình cầu Thăng Long đi Hồ Tùng Mậu, sau đó rẽ phải vào đường gom đại lộ Thăng Long hướng về quốc lộ 1A, theo lộ trình từ đường Võ Nguyên Giáp đi hướng cầu Đông Trù về phía quốc lộ 5 hoặc cầu Thành Trì. Còn với các phương tiện từ phía Đông Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, đi các tỉnh Tây Bắc, đi theo hướng cầu Thanh Trì, Vành Đai 3 trên cao sau đó, xuống tuyến đường Nguyễn Trãi để ra quốc lộ 6, hoặc theo hướng quốc lộ 5 đi cầu Đông Trù, hướng về phía Vành Đai 3 để đi ra quốc lộ 6. Cũng liên quan đến giao thông, thì Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2021/ND/CB về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, mức tăng phí bảo hiểm tối đa sẽ là 15%. Thời hạn bảo hiểm xe gắn máy tối đa là 3 năm. Về mức bồi thường bảo hiểm, Nghị định nêu rõ, mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo bản quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại phụ lục 1, ban hành kèm theo nghị định này hoặc theo thỏa thuận. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 2021. Xin được chuyển sang một thông tin khác.
Trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, tích cực triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát và hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 01 trên CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2021. Chỉ thị nêu rõ các mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát của ngành ngân hàng trong năm nay là chú trọng đến điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2021 bình quân khoảng 4%, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Mới đây, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số tại chi cục thuế khu vực quận 12, huyện Hóc Môn và quận 1. Phương pháp này giúp cho cơ quan thuế bằng ứng dụng thông minh quản lý hộ kinh doanh một cách nhanh chóng, nắm bắt tốt địa bàn. Ứng dụng này sẽ giúp cho các chủ cửa hàng biết được chính xác doanh thu của mình như thế nào và thuế khóa phải đóng là bao nhiêu. Ngoài ra còn có thể biết chính xác người trực tiếp quản lý thuế để không bị những trường hợp mạo danh người cục thuế đến và đưa ra những quy định khác. Ứng dụng còn giúp người nộp thuế được cập nhật các chính sách thuế mới, dễ dàng tra cứu số thuế hoặc góp ý đến cơ quan chức năng. Theo đại diện Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới Cục Thuế Thành phố dự kiến sẽ quản lý hơn 260.000 hộ kinh doanh trên địa bàn bằng bản đồ số này. Ngày 19 tháng 1, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 để điều tra hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 24 tháng 12, bệnh nhân 1440 cùng 8 người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tối cùng ngày, bệnh nhân 1440 được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19. Đại tá Huỳnh Thanh Mộng cho biết thêm, nếu sắp tới Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bị can này theo vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, thì Vĩnh Long sẽ chuyển bị can này sang cho Công an tỉnh An Giang để phục vụ điều tra. Vừa qua, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ một nhóm đối tượng buôn bán thiết bị gian lận cờ bạc tại một ngôi nhà trên đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. Tiến hành khám xét, cơ quan công an phát hiện tại tầng 2 của ngôi nhà có nhiều thiết bị phục vụ cho việc đánh bài và gian lận cờ bạc. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ các thiết bị trên và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương, Tuyên Quang vừa cho biết đã hoàn tất quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bổng, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cùng Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1986, trú thôn Đột Trên, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương, về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng xe ô tô di chuyển liên tục qua các địa phương để bắt trộm chó. Sau khi phát hiện mục tiêu, các đối tượng dùng súng kích điện để bắn rồi đem vào ô tô. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị thành phố cho đóng cửa trung tâm thương mại Sài Gòn Square bởi nơi đây đang kinh doanh nhiều hàng giả, hàng nhái, các thương hiệu nổi tiếng, không có hóa đơn xuất xứ rõ ràng và còn đối phó với các cơ quan chức năng. Ngoài ra, chủ đầu tư của trung tâm thương mại Sài Gòn Square cũng chưa có sự hợp tác với cơ quan chức năng để xử lý người thuê quầy sạp vi phạm. Khi lực lượng quản lý thị trường tổ chức kiểm tra hàng hóa, thì các chủ quầy sạp tạm thời đóng cửa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, trong thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại đang có chiều hướng gia tăng do đang vào mùa cao điểm kinh doanh phục vụ thị trường Tết. Điển hình là mới đây, cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 3.000 sản phẩm sữa nước, gần 2.500 sản phẩm bia ngoại nhập lậu tại một kho hàng ở quận 12. Mở rộng điều tra, tổ công tác còn phát hiện gần 9.400 sản phẩm sữa nước và trên 3.000 sản phẩm bia nhập lậu. Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường cũng thường xuyên phát hiện nhiều hàng hóa nhập lậu được vận chuyển trên các chuyến bay, container, trên những tuyến đường sắt từ Bắc vào Nam với số lượng lớn. Mới đây, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra xác minh để tìm ra nguyên nhân cái chết bất thường của một bé trai sinh năm 2017, ngụ quận Tân Phú. Theo trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, kết quả xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh cho thấy não bệnh nhi phù rất nhiều, kèm xuất huyết. Ngoài ra, bệnh nhi còn xuất huyết phổi, rối loạn đông máu. Các bác sĩ thấy bệnh nhi có những dấu hiệu tử vong bất thường nên đã thông báo cơ quan chức năng đến tìm hiểu vụ việc. Bức ảnh
ảnh trong ngày hôm nay sẽ là hình ảnh đáng yêu của bé vọt đen má trắng vừa chào đời tại vườn thú Philadelphia. Đội ngũ nhân viên vườn thú đã quyết định đặt tên cho con non là Quý Báu, bởi vọt đen má trắng có nguồn gốc từ miền Bắc của Việt Nam và Trung Quốc, có tên trong danh sách động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Hình ảnh về Quý Báu đã thu hút gần 6 triệu lượt xem sau 4 ngày đăng tải, cùng hơn 140.000 lượt yêu thích và 16.000 bình luận. Phần lớn người dùng mạng xã hội đều khen ngợi vẻ dễ thương của con vọt nhỏ bé khi được các nhân viên tắm trong bồn nước ấm và cho bú sữa. Quý vị vừa điểm qua những sự kiện thông tin đáng chú ý trong ngày của quốc tế và tình hình trong nước mà các bản tin của FBNC truyền tải. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin tỷ giá vàng chứng khoán, bản tin kinh tế, tin sáng 30 giây. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé! Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Ở bản tin kinh tế, mới đây, Ấn Độ đã yêu cầu WhatsApp hủy kế hoạch thay đổi chính sách quyền riêng tư, mang tới vấn đề mới cho dịch vụ của Facebook tại thị trường lớn nhất này, bởi Ấn Độ cho biết họ có trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền lợi của công dân không bị tổn hại. Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều công ty, tập đoàn lớn về sản xuất điện thoại, laptop. Điển hình là tại Bắc Giang, tỉnh này đã trao chứng nhận đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký lên đến gần 570 triệu đô la Mỹ. Với việc đô la Mỹ đi xuống đã tạo động lực đẩy vàng thế giới tăng nhẹ. Tại Việt Nam, Doji là doanh nghiệp duy nhất niêm yết vàng miếng chiều mua vượt mốc 56 triệu đồng. Trong khi đó, Phú World được dự báo sẽ có 4 năm u ám dưới thời ông Biden. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán FBNC hôm nay. Trong tin sáng 30 giây ngày mai sẽ có, việc mua sắm đang diễn ra rất sôi động, nhất là trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, không ít lần quý vị nghe qua về việc quảng cáo một nơi, hàng thật nhận về một nẻo. Đặt ra một câu hỏi rằng, việc hàng gian, hàng kém chất lượng tràn lan trên các trang thương mại điện tử thì ai sẽ là người quản lý? Tạm gác lại câu chuyện hàng gian, hãy cùng với tin sáng 30 giây lan tỏa lối sống xanh, góp phần bảo vệ môi trường cùng các thầy cô, sinh viên khoa công nghệ sinh học tại trường Đại học Văn Lang với công trình túi giấy và phân bón hữu cơ tận dụng từ thân cây chuối. Bản tin tối cùng FBNC với những thông tin chính yếu trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo cũng đã được Thu Thủy cập nhật nhanh nhất đến cho quý vị. Hãy cùng FBNC trên các nền tảng, kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC, Facebook FBNC để cập nhật những thông tin hữu ích nhất nhé quý vị. Còn bây giờ, Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.